Sáng nay thì đã xuất hiện thông tin nghi vấn rằng là lãnh đạo của Trung tâm Nuôi dưỡng Chăm sóc Trẻ Mồ Côi Khuyết tật tỉnh Đồng Nai đã lén vận chuyển nhiều thùng sữa từ thiện của các em bé tại đây ra ngoài để bán. Tuy nhiên thì cơ quan chủ quản là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thì lại cho rằng đây chỉ là sai phạm khi mà cán bộ lãnh đạo đã vận chuyển sữa quá hạn sử dụng ra bên ngoài. Những hình ảnh này được cắt từ một clip được báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thu thập. Theo đó, đây là ghi nhận vào ngày 24 tháng 8 và ngày 5 tháng 9 năm 2016. Người phụ nữ được cho là bà Võ Thị Tuyết Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm, và bà Trần Thị Thủy, thủ kho, vận chuyển sữa của Trung tâm lên ô tô. Hành vi này bị nghi ngờ là đã vận chuyển sữa mà các em bé tại Trung tâm được các mạnh thường quân tặng. Cá nhân bà Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng, mình chỉ giúp nhân viên tiêu hủy sữa quá hạn sử dụng, chứ không bán lén sữa. Dù vậy, phóng viên cũng không thể gặp và làm việc cùng bà. Trong chiều ngày 21 tháng 12 năm 2016, khi mà chúng tôi cố gắng đến Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Mồ côi và Khuyết tật tỉnh Đồng Nai làm rõ xác minh về sự việc hàng chục thùng sữa được cho là hết đát đã được lãnh đạo của cơ quan này vận chuyển đi vào ban đêm và cho là đi tiêu hủy. Tuy nhiên, mặc dù là giờ hành chính, tuy nhiên chúng tôi không hề có được sự tiếp đón từ ban lãnh đạo, mà tất cả mọi chỉ đạo chỉ thông qua một nữ nhân viên và thông qua chiếc điện thoại. Tôi đã chủ động liên hệ cũng như nhắn hàng loạt tin nhắn, tuy nhiên cũng không hề nhận được hồi âm, mà bà cho rằng bà không nhận điện thoại khi qua số máy của người lạ. Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi khuyết tật Đồng Nai hiện nuôi dưỡng khoảng 50 trẻ. Tất cả đều khuyết tật về tay chân hoặc trí não và mồ côi. Theo chế độ về sữa, các bé được cho uống ngày 3 buổi. Nhiều cháu tình trạng nặng, không thể làm chủ hành động và thậm chí kèm bệnh nặng có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Mọi sinh hoạt đều do các cô bảo mẫu thực hiện. Do đó, việc bán sữa nếu có, không chỉ là câu chuyện sai nguyên tắc mà còn là đạo đức. Nhân viên hành chính cho rằng, vụ việc sữa hết hạn sử dụng vừa rồi là rất hy hữu. Thì nhiều khi người mua họ cũng đâu có để ý đến đạt thế này kia đâu. Nhiều khi ở ngoài thùng thì với con hàng sử dụng thì cháu không nên lúc này mình phải biết đâu. Thì ít lắm, có bao giờ đi như vậy đâu mà. Cố làm phải lấy chục nắng mối, cũng có đâu. Thực tế, vụ việc đã được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai xử lý. Sau khi tổ chức thanh tra về vụ việc và cho rằng sai phạm của bà Võ Thị Tuyết Hồng là thực hiện không đúng chức năng của lãnh đạo. Có lẽ nếu nhìn vào mắt những đứa trẻ bất hạnh ở đây, người ta sẽ hiểu rằng cần có thêm một cuộc thanh tra minh bạch nữa, thay vì một kết luận lạnh lùng và chưa thỏa đáng như vậy.